Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, số mệnh của mỗi chúng ta đã được định sẵn, giàu nghèo, cuộc đời của mỗi con người giống như một hành trình trên đường cao tốc vậy. Nếu lầm đường lạc lối thì bạn sẽ đi mãi không đến được đích. Nếu lỡ một lối xa thì bạn sẽ phải đi tới điểm tiếp theo mới có thể quay đầu lại được, vừa mất thời gian vừa tốn kém. Dựa vào sự vận hành của các thiên tinh cũng như các vì tinh tú trên bầu trời, các nhà tử vi học dự báo trong những ngày tới đây có những con giáp đen chưa từng thấy. Họ bị hung tinh chiếu mạng, dính họa phá tài, tán gia bại sản, bán nhà trả nợ. Công việc thì luôn gặp rắc rối, tiểu nhân hãm hại. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Con giáp xui xẻo đầu tiên là những người tuổi Tuất. 1. Tuổi Tuất, đại họa ập đến, tương hại giáng họa, người tuổi Tuất khó tránh khỏi chuyện thị phi trong ngày hôm nay. Dù bạn cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình thì xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân cố tình gây rối khiến bạn chẳng thể yên lòng. Quý vị hãy học cách bỏ ngoài tai những lời đồn thổi của kẻ xấu, đừng tự tạo thêm áp lực cho chính mình. Những người tốt với bạn vẫn luôn tin tưởng bạn. Hãy dùng thực tế để chứng minh cho người khác thấy con người thực sự của bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp đen đủi tiếp theo là những người tuổi Mão. 2. Tuổi Mão, các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, gặp cục diện tương xung ngăn trở, người tuổi Mão thường xuyên gặp phải mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới của mình. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần xem lại cách cư xử của bản thân, xem mình hành động như vậy có đúng đắn hay không. Với người làm ăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu dừng bước vào lúc này thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Bạn nên nhắc nhở mình cố gắng rồi sẽ thấy ánh sáng cuối con đường. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai. Con giáp xui xẻo thứ ba không ai khác là những gia chủ tuổi Tý. 3. Tuổi Tý, theo dự báo của các chuyên gia tử vi, quan hệ tương phá khiến người tuổi Tý gặp phải nhiều khó khăn trong cục diện kinh doanh buôn bán. Dường như có kẻ xấu luôn tìm cách ngáng đường của bạn, khiến công việc chẳng thể tiến triển như mong muốn. Bên cạnh việc tìm xem ai là kẻ hãm hại mình, bạn cũng cần nhìn nhận lại bản thân xem công việc hiện tại có lỗ hổng ở đâu không, những sơ hở đó đang tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng. Kim sinh thủy, may mắn rằng chuyện tình cảm của con giáp này phát triển rất hanh thông. Bạn nhận ra ai là người thật lòng với mình và cũng dành cho người ấy một tình cảm tương đương. Mối quan hệ của hai người rất đáng ngưỡng mộ đấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh Kim đối diện với nhiều rắc rối ngoài ý muốn. Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Thủy cẩn thận trong các mối đầu tư. Tuổi Mậu Tý 1948 mệnh Hỏa đừng tạo điều kiện để kẻ khác lợi dụng. Tuổi Canh Tý 1960 mệnh Thổ bị kẻ xấu tìm cách phá hoại. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc dành tình cảm cho người xứng đáng. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba. Con giáp tiếp theo là những người tuổi Tỵ. 4. Tuổi Tỵ, thưa quý vị, trong ngày hôm nay có tỷ kiên tác động, người tuổi Tỵ thường khăng khăng với ý kiến của mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Có chính kiến là tốt, song bạn không nên biến mình thành một người cứng đầu cứng cổ, không biết thân biết phận, đứng sai. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ của mình. Khi có quan hệ rộng rãi, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa, bạn sẽ còn được giới thiệu cho những cơ hội mà bình thường ít được tiếp xúc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình
vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Ất Tỵ 1965 mệnh Hỏa, kiên định với mục tiêu của mình. Tuổi Đinh Tỵ 1977 mệnh Thổ, chớ bỏ ngoài tai lời của người khác. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 mệnh Mộc, nên mở rộng các mối quan hệ. Tuổi Tân Tỵ 2001 mệnh Kim, không nên cứng đầu cứng cổ. Tuổi Quý Tỵ 1953 mệnh Thủy, hãy thử lắng nghe ý kiến của mọi người. Đó là con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Dậu. Năm, tuổi Dậu. Theo các nhà tử vi chiêm tinh cho thấy, cục diện tự hình khiến cho người tuổi Dậu có những cái nhìn tiêu cực về mọi người xung quanh. Bạn chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai vì cho rằng người khác sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của mình, khiến mình không đạt được mục tiêu. Sự kiêu ngạo có thể khiến bạn vướng vào những lỗ sai không đáng. Sự kiêu ngạo có thể khiến bạn vướng vào những lỗi sai không đáng có và không biết cách sửa chữa. Bạn vốn chẳng phải là người tài giỏi nhất, những kiến thức bạn nắm bắt được cũng vốn chỉ là rất nhỏ trong biển kiến thức mà thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Ất Dậu 1945 mệnh Thủy, dễ nóng nảy, xích mích với người khác. Tuổi Đinh Dậu 1957 mệnh Hỏa, không nên kiêu ngạo, tự cho mình là nhất. Tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh Thổ, hãy tự kiểm điểm để tìm cách khắc phục vấn đề. Tuổi Tân Dậu 1981 mệnh Mộc, công việc gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại. Tuổi Quý Dậu 1993 mệnh Kim, không nên nghĩ tiêu cực về mọi việc. Đó là con giáp xui xẻo thứ 5, con giáp xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Dần. 6. Tuổi Dần. Trình ấn soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh phát triển hanh thông. Bản mệnh là cánh tay đắc lực của lãnh đạo, nên luôn được giao cho phụ trách những công việc quan trọng. Bạn sắp được chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Theo cảnh báo của các chuyên gia tử vi học, lâm vào cục diện kim khắc mộc, người tuổi Dần phải đối diện với những đổ vỡ và tổn thương. Dường như mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã đi đến tận cùng, hai người không còn tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau nữa. Bạn không nên quá trách móc bản thân vì những gì đã qua, hãy suy nghĩ tích cực để có thể dần dần hướng tới tương lai. Tương lai luôn có những người xứng đáng hơn để bạn gửi gắm tình cảm của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết các tuổi như sau: tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Thủy, nhận được sự tin cậy của cấp trên. Tuổi Bính Dần 1986 mệnh Hỏa, chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tuổi Mậu Dần 1998 mệnh Thổ, đối diện với những đổ vỡ và tổn thương. Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt. Tuổi Nhâm Dần 1962 mệnh Kim, hãy có cái nhìn lạc quan về tương lai. Quý vị thân mến, như vậy, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.